Rồi, chào mọi người. Thì sáng nay mình sẽ xử lý một cái tủ. Thì cái tủ này mở ra là mình nghe mùi khét rồi nè. Thì rồi có mình nhìn lại thì thấy là cái biến thế này nó bị cháy rồi nè. Cho nên mình tắt cái công tắc dây, dán băng keo nó lại đi để mình xử lý sao. Thì hồi nãy thì mình thấy hệ thống nó vẫn là còn hoạt động được, thì có thể là nó xài bằng cùng bình á. Thì nghĩa là bình nó vẫn còn tốt nè. Một hồi mình sẽ kiểm tra vệ sinh lại cái phía dưới tủ cho nó sạch và thay cái biến thế này. Chung hệ thống vẫn hoạt động bình thường nha, chỉ có là hư cái biến thế thôi. Rồi, trước khi thay biến thế mới thì mình để mình coi lại, kiểm tra lại cái ống á, thì mình thấy cái đường ống này nó hơi bị chút xuống, chút vào tủ nè, cho nên mình có thể là nước nào nó vào nè. Đây có một cái lỗ nè, thì nó có thể là nước nó vào nè, do là cái đầu ở ngoài này nè nó cao hơn là phía trong, cho nên nước nó vào phía trong. Thì bây giờ mình sẽ tìm cách mà nâng cái ống này lên cho nó sát tường này nè, sát mí tường luôn, để cho nó cao hơn phía ngoài. Các bạn vừa mới nghe còi kêu á, thì mình đang thử lại hệ thống á. Thì bây giờ là hệ thống nó đã hoạt động rồi. Thì những cái zone đây á, nó không có bị gì, cho nên mình vẫn giữ nguyên. Vì lý do cái dây này nó xài lâu năm rồi, xài gần chục năm rồi, thì cái dây này nó rất dễ gãy ở những cái đầu dây. Cho nên mình gặp những cái dây này nè, mình hạn chế di chuyển nó đi. Cho nên mình sẽ giữ nguyên, mình sẽ không có đụng tới cái phần dây này. Miễn sao mà nhìn thấy các đầu zone đó, nó không có gần quá, không có bị chạm nhau thì là được rồi. Về phần ống thì mình cũng cơi cho ở trong nó cao hơn ở ngoài, và ở chính giữa mình khoét thêm cái lỗ để cho chắc ăn, khi nước nó có vào thì nó sẽ rớt xuống. Rồi, bây giờ mình vệ sinh tủ rồi về thôi. Xin chào các bạn nha.